tuần Châu. Và hôm nay là ngày mà bọn tôi mong chờ nhất. Bọn tôi không quay cho mọi người khúc sáng nay, tại vì chả có gì ngoài check out phòng với cả ăn mì tôm. Nói chung là cái sáng nay là ở trên khách sạn họ có buffet, tôi không biết. Nếu em hỏi lại là có buffet không? Ờ, buffet như kiểu là ở bên kia luôn, có đầy đủ hết cả cháo, phở, miến, rồi đồ ăn, đồ chiên các thứ. Mình không biết, và mình dậy muộn quá, tầm 9 giờ mình mới dậy thôi, nên là mình cũng không biết là có. Nói chung là bọn tôi hiện giờ đang có mặt ở đảo Tuần Châu rồi, đây cho mọi người xem này. Đó, du thuyền. Đó, du thuyền nói chuẩn bị đồ đi nữa. Mà hôm nay thời tiết đẹp hơn hôm qua, nắng hơn hôm qua. Mong là hôm nay sẽ có một chuyến đi hợp lý. Ừ, đây, nhà tôi đằng sau, gia đình đang ngồi hết đằng sau này đây. Vừa mới check in đồ xong. Đấy, nói chung hôm nay nắng to lắm nên hôm nay phải đội mũ này. Đội mũ vào chống nắng các kiểu, nói chung là mong tiến lên du thuyền đẹp. Rồi tôi sẽ quay hoạt động trên du thuyền 5 sao như nào, check in du thuyền 5 sao siêu đỉnh nhá, mọi người xem nha. Ok. Kỳ vọng về cái buổi ngày hôm nay không? Có, hôm nay em mong là một ngày thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều cảnh đẹp, thật là nhiều ảnh đẹp, thật là nhiều. Nó máu đi này, nó chụp bikini thôi mọi người. Nó máu đi cái này để chụp bikini thôi mọi người ạ. Có một bộ đẹp rồi, với lại mà ngày mai được đi chơi cái giấc đấy. Hôm nay đây, chiều nay, tối nay đi bơi thứ đây. Còn được thì nãy em thấy anh ấy bảo là còn được vào trong hang gì cơ. Hang á? Đi vào hang. Chúng tôi còn chưa mua cái chống nước điện thoại. Nhiều lắm ở nhà ấy, em quên mang đi rồi. Xong. Ok, giờ di chuyển ra tàu. Đây là tàu trung chuyển. Không, cái tàu nhỏ nhỏ này này. Sẽ ngồi lên tàu này để trung chuyển ra tàu lớn ở ngoài kia cơ. Chứ không phải là cái này đâu. Cái tàu này em thấy cái tàu này vẫn bình thường. Đúng rồi, cái này là trung chuyển mẹ. Cái này là trung chuyển ra cái tàu lớn. Hiểu không? Đúng rồi. Đó, đây mọi người đang đi rồi. Đi lên. Nhanh nhanh, lên đi. Bọn mình đang ngồi trên tàu trung chuyển và sẽ mất khoảng tầm 12 phút để đi ra tàu. Tại vì tàu rất là lớn. Rất là to luôn, nên là phải mất tầm 12 phút. Ở ngoài kia tàu đẹp luôn kìa. Nhưng mà nói chung là mình cảm giác ở kiểu ở trên di chuyển này rất là nhiều khách nước ngoài, đủ các loại như là ở anh nhìn em xin lắm ạ. Ở Đài Loan, ở Trung Quốc, mẹ mình hóng này, mẹ thả tim đi, mẹ thả tim đi mẹ. Đấy, mẹ mình rất thích lên clip đấy. Ui giời, bọn mình đến thuyền rồi mọi người ơi. Đây, đến thuyền rồi, chuẩn bị lên thôi. Tên 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 yo, thế là bây giờ mình đã đến nơi rồi. Wow, bây giờ bọn mình sẽ vào đây để check in mọi người ạ. Mình sẽ lên trên này lên để check in. Lên đi. Đi. Yes. Diệp. Wow, bể sụp luôn. Thích không? Đi ra ngó luôn à? Ừ. Diệp ơi. Wow, bể sụp cái mẹ này. Nắng lắm đấy Diệp ơi. Trên này còn có cái gì trên này nữa này? Nắng lắm luôn ấy. Wow. Đi vào nắng. Tí nữa đi xem xong đi. Đẹp nha. Ui, đây lắm tàu lắm mọi người ạ. Bây giờ bọn tôi sẽ đi ăn trưa, đến bây ăn trưa rồi. Bây giờ là tôi đã có mặt ở trên tàu rồi và bây giờ là sẽ là bữa trưa buffet đầu tiên trên tàu. Đúng rồi, ăn xong thì, đúng rồi, ăn xong rồi mới nhận phòng. Đi đâu đi, đi đâu đi không biết. Nhanh. Ở đây này. Wow. Ở đây có hàu, có cả khổ cuốn này. Hàu. Anh xem bên này cái nào. Em cười đi, anh xem. Ở đây có nộm này. Đây là ngoài ngoài quả. Bên này đi, xem bên này. Em lấy đồ đi, lấy đồ, lấy đĩa đi. Đồ ăn ở đây thì cũng khá ổn hơn hôm qua. Nó nhiều món hơn, hàu ngon hơn. Mình đánh giá là đồ ăn ở đây nó rất nó, theo mình ấy, chấm là sẽ là khoảng 9 trên 10 đấy. Tại vì đồ ăn rất là 9 trên 10 ngon. À? Đúng rồi. Anh đánh giá 8 trên 10 thôi, hơi ít. Nó hơi nói chung ít. Là đồ ăn ra thì nhanh mà hết thì cũng nhanh. Đông người quá. Ừ. Nói chung là cảm giác món nào ở đây cũng ngon. Từ hàu này, xong rồi đến tôm này. Đây. Đây tôi cho mọi người xem. Thẻ phòng bọn tôi đây, phòng 206. Tí nữa thì sẽ check in phòng nhá. Ok, tí nữa lên check in phòng. Đồ ăn cũng ngon. Ăn no chưa? Chưa, ăn tráng miệng nhá. Bây giờ ăn tráng miệng với ăn có chôm chôm, ăn tráng miệng chôm. Ở đây lấy may lấy sớm một đĩa chôm chôm nhá. Hết thử chôm chôm ngon lắm. Diệp mà thích ăn chôm chôm lắm mọi người ạ. Bây giờ bọn tôi sẽ xuống nhận phòng. Bây giờ tôi sẽ xuống nhận phòng. Bây giờ là phòng mình là phòng 2 mình mấy gì ạ? 206 đúng không? 206 này, 206. Rồi ok. Đây. Đâu? Ơ thế đồ nó để trong rồi à? Đúng rồi, đồ người ta đã cho hết ở trong như nào đấy rồi, hoặc là đồ người ta để trước cái đồ mình kia kìa. Rồi để ok. Người ta ra lấy vali luôn vào đây luôn. Ok. Chồng để lồng cổng không? Mang đây anh đỡ cho. Đây anh đỡ thêm cái vali này bé, em để cái to này. Rồi đi ra đây. Đây. Check in phòng ạ. Wow. Hồi hộp không? Thôi. Bọn mình cũng chưa xem phòng, chưa biết phòng thế nào đâu. Cảm giác rất là thích. Ok, từ nhá. Go. Yeah, go. Đấy. Đây, nhấp đây em đã. Wow. Đây. Ở trong này là một cái phòng, đây
phòng nó cũng nhỏ nhỏ vừa vừa đó mọi người ơi. Ui dồi ôi, Diệp đâu bể bộn. Đây. Wow. Được chưa? Đây, một chiếc view ban công. Đây, một chiếc view ban công. Tivi. Ê, sát biển luôn này. Ờ, sát biển luôn. Ôi. Nhìn nó đẹp luôn ấy. Sát biển luôn này. Đây này, mọi người nhìn này, biển nước đang rẽ sóng này. Tôi với bạn đang máy chiêu. Ui, thích chưa? Đừng có đẩy gương. Ồ, ở đây có một cái gương bé. Ừ, đây, nhà vệ sinh đây. Trong này có cái bồn tắm đúng không? Nhà vệ sinh em nào, có gì? Đây, trong nhà vệ sinh là có... Wow, cũng có một cái bồn tắm nhỏ, cũng có view biển luôn. Tắm này có thể kéo lên là... Kéo lên là view ra biển kéo luôn đấy. Kéo lên là view ra biển luôn đấy. Ai chà, nhà vệ sinh các thứ rất là đầy đủ. Nói chung là cái phòng trên tàu thì nó sẽ bé nhỉ. Đây, đây, có áo tắm nha. Có áo tắm. Được, được, có áo tắm nha. Đỉnh nha. Được rồi. Đó. Khá là chill, nói chung anh thích cái view ngoài này. Đúng rồi. Nhưng mà hình như anh đang bị say sóng hay sao ấy, anh hơi nhức đầu. Nhức đầu á? Ờ, anh bị say sóng rồi, mọi người ơi, tôi bị say sóng rồi. Không, thôi, chuẩn bị nghỉ ngơi đi chiều. À, quên, đây, từ từ. Cái gì? Có một cái này đặc biệt. À, đúng rồi. Đây, cho mọi người xem nốt cái này. Tại vì á, cái này tôi thấy nó rất là đây là lịch trình 2 ngày 1 đêm của bọn tôi ở trên biển. 2 ngày 1 đêm của tôi trên biển. 12 giờ 15 là bọn tôi lên tàu đúng nhá. Xong rồi 13 giờ là thưởng thức bữa trưa đến lễ tôi vừa thưởng thức đúng xong rồi. Rồi. Bây giờ đến 14 giờ 50 đến 16 giờ 15 là tí nữa tầm 3 giờ ấy. Là sẽ thăm tham quan bãi biển ba trái đào và chèo thuyền kayak và bơi tắm. Đấy. Bãi biển ba trái đào như nào thì người ta bảo trên đấy nhiều sò, nhiều ốc rồi bãi biển xanh cát trắng rồi đi dép ở tại này đi luôn. Đấy, xong đến 5 giờ chiều đến 6 rưỡi là sẽ tiệc trà hoàng hôn. Thôi rồi nói chung là thế này đi, thì đến đâu thì mình quay review mọi người đến đấy đi. Nói chung là lịch trình hiện tại là từ giờ đến lúc 4 giờ à 3 giờ. 3 giờ. Là tham quan biển và chèo thuyền. Bây giờ đi ngủ một giấc rồi lúc sau tí nữa dậy là ok nhỉ? Thì hợp lý. Thôi, nghỉ tí đã. Mời quý khách chuẩn bị trang phục phù hợp và hiện diện tại sảnh lễ tân. Xin cảm ơn. Ý, lên chèo thuyền kayak. Đây mọi người ơi, mọi người nhìn này. Người ta đang đến, người ta chèo kayak rồi này. Nắng lắm mà người ta vẫn chèo, người ta dãi nắng luôn mọi người à. Ôi đẹp lắm luôn đi Diệp ơi. Đấy, đây là mọi người chuyển ra bãi. Ủa, bọn mình đang ở bãi tắm rồi mọi người ơi, đông lắm á. Đông không em, thích không? Thích, đông ghê mọi người. Xuống đi. Lấy khăn tắm làm gì? Mình chắc chưa cần đâu. Ui ôi, đây nhiều tây lắm mọi người ạ, toàn tây luôn. Đây là những cái bãi biển này. Rất nhiều tây, nhiều người luôn. Đẹp lắm. Mặc cái gì đây? Ai cho mày mặc như thế này đi xuống biển? Ôi, nói chung bãi tắm này rất là rộng á. Bao nhiêu người luôn, rất là rộng, rất là nhiều tây. Thế thì thích chưa? Chụp được mấy cái ảnh đẹp, thích chưa? Che che phần này đi. À, nên mọi người không nhìn thấy cái chó. Nói chung là nhưng mà khả năng là không ai quay cho mình rồi, tại vì là mình còn phải mất công trèo nữa. Ờ, không sao, không sao, không sao. Đi, di chuyển đi. Di chuyển lên trên cái thẻ trèo nhá. Let's go, đi. Ui giời, Diệp nó rớt con mọi người ơi. Diệp nó ngồi quay mặt như này tôi không quay được. Đang được đi trèo thuyền kayak. Gọi bố điện đi. Ê. Bố mình sợ lạnh nha mọi người. Bố vợ mình sợ lạnh nên không dám xuống. Không biết luôn, thích không? Chèo quay lại đi, chèo quay lại đi. Ờ, đấy, cho bạn chèo, hôm nay tôi ngồi mọi người ạ, Diệp nó chèo tôi. Đây, cái du thuyền của bọn tôi ở kia kìa. Đây, quay mặt lại ngó được, nhìn quay mặt lại cái không cẩn thận nhẹ nhàng thôi. Ôi, ôi, đừng, rung lắm. Được nhá. Ôi dồi, Diệp đang chèo tôi sang tít bên cái hòn đảo nào đây mọi người rồi ạ. Chèo tít sang hòn đảo này đây rồi. Kia là mẹ với Lan Anh kìa. Ôi, nói chung là thích lắm mọi người ơi, được không? Trời đẹp lắm, thích lắm luôn ý. Nắng thì nắng thật. À, cẩn thận. À. Đây bọn mình đang khám phá một cái đảo hoang mọi người. Đây không phải là cái đảo mà đất cát nó lồi ra. Ôi giời, đánh nhặt cái này. Đây này, san hô này này. Đây san hô đây. Ô. Ô cái gì? Nhá, em nhặt về nhá. Em nhặt về làm gì? Em nhặt về em chơi. À. Thích chưa? Thích. Ừ. Trời xanh mây trắng nắng vàng. Có ly trà sữa lại càng vui hơn. Thì... Giờ đây còn trà sữa. Trà sữa chuẩn bị đâu đây? Có gì thì ăn rồi. Đi về đi. Đây bọn mình sẽ lại chèo thuyền quay ốc về cái bãi đằng kia của bọn mình kìa. Bọn mình đang ở bãi đằng kia. Về tắm biển chứ đằng này lạnh lắm. Đằng này nắng, nắng mạnh lắm á, lạnh lắm. Đằng trước là đằng sau là đằng trước đằng này. Em ngồi lên đằng trước đi. Em ngồi lên trước đi để anh giữ cho. Ờ, em ngồi mông như này. Ờ, em ngồi mông đấy, quay lại đây. Ngồi đi. Đúng rồi, ngồi đi. Từ từ ngồi được chưa? Ổn không? Được không? Ôi trời ơi, cái gì kia? Ôi trời, anh bơi được tận ngoài đấy luôn à? Ôi trời. Ôi trời, nhìn như cái cục gì ở đấy ấy.
đâu thằng Hùng đâu? Hùng biết bơi không? Ôi giời ơi. Hùng biết bơi đúng rồi, bơi bơi thế, tập bơi thế, bơi bơi lên. Ôi giời ơi, ngồi một mình một góc ở kia. Và mình vừa bơi một vòng xong với cả cả nghịch nước. Mới bơi với nghịch nước xong rồi ôi lại chết, lại. Anh bơi em không bơi đâu, em chỉ gọi là dãi nắng thôi chứ em không bơi đâu. Em nghịch nước, em biết bơi đâu. Thôi đi lên đi, trời đẹp quá nhỉ. Giờ là 5 giờ chiều rồi. Đi về khách sạn bây giờ có chuyên mục trà chiều đấy. Trà chiều với đồ ăn vặt à? Ừ, trà chiều đồ ăn vặt, trà sữa. Ôi mọi người ơi, mọi người nhìn đằng sau này. Đấy. Rất nhiều người, người ta đang nằm phơi nắng các thứ luôn. Đấy. Nằm phơi nắng rất chi quá mà mình không biết làm sợ đen thôi, người ta nằm phơi nắng chi. Người ta phải bôi kem chống nắng rồi người ta mới phơi nắng. Ừ, đúng. Chứ mà tự nhiên người ta nằm đâu nhá. Thôi đi. Diệp này. Đi mọi người nhìn Diệp đi bơi xong này. Khăn trên áo dưới. Trong này có cái hang Diệp ơi. Thích nhỉ? Sâu gì đâu, có đến đây hang này nước bị ăn mòn lỗ 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 lỗ. Hầu cái hang nó bu ở đây nhiều, toàn mùi hầu với mùi hàng. Đâu 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 có. Đâu? 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 Ờ đây là nắp con hầu người ta khai thác rồi. Người ta bợi rồi. Mới luôn cái vỏ này mới. À đây này. Đây 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 đây. Đúng rồi. Nắng này nó chết rồi. Bây giờ là bọn mình sẽ trải nghiệm bể sục à? Ấm thích lắm luôn ấy. Đã nhá. Thấy không? Yeah. Ui thoải mái nhờ. Ờ chill. Thích nha. Bè bọn mình bể sục đã là thoải mái luôn. Nước ấm. Nước ấm này. Nước ấm thích lắm. Đó. Ui chill nha. Mới thế này đây thì lạnh luôn. Thế là xong là lên đây luôn nhỉ. Ờ thoải mái thế nào. Thoải mái hết. Ít xài. Ít xài. Sục và 5 giờ là có tiệc trà chiều và một số đồ ăn vặt ăn nhẹ. Đấy, nhưng bây giờ tí nữa tôi mới gọi tôi sẽ đi về dưới thay quần áo, tắm một tí qua. Ok. Sục chán chưa? Sục chán rồi, bây giờ đi xuống để thay quần áo. Tí lên review cho mọi người cái đỉnh nhá. Ờ, đi. Đi, giờ xuống thay quần áo. Thôi con xuống thay quần áo trước đây. Đi. Lạnh nha. Lạnh không? Hơi lạnh đấy. Kết thô. Đây là tiệc trà chiều. Đợt này là mình đi chuyến này cùng với cả bố mẹ chồng với bố mẹ vợ. Như nào mẹ? Lại đi lại đi. Tiệc trà chiều này là có bánh su kem này, phồng tôm này, đây lạc rang mỡ, lạc rang mỡ, dưa hấu hoa quả, đồ chiêu nha, ngon lắm à, chịu được không? Ê, hát không? Hát không? Dạ hát đi, dạ hát bài luôn. Bây giờ sẽ lên review tầng 3. Chiêu không? Ôi hoàng hôn đang xuống kìa. Ôi hai ba tàu đang đi qua mình luôn này. Ôi. Không gian tầng 3 thì nó để kiểu mọi người nằm thoải mái, có thảm cỏ á, khá là đẹp nhá. Ôi. Mấy tàu còn gặp nhau như thế này ạ. Ôi đẹp lắm, qua đây này. Đẹp nhờ. Đẹp lắm. Đẹp lắm đúng không? Không gian đẹp, nói chung là mọi thứ nó thoải mái. Thực ra bọn mình đi may mắn nhất là được hôm cái thời tiết đẹp được như thế này. Cách đây khoảng tầm 2 hôm là bọn mình đi mưa rất to. Mà ở Hạ Long cái hai hôm mình xem review nhá, Hạ Long đang bão. Đúng rồi. Mà nó nắng được đẹp như này thì mình nói thật là 30 tháng 4, 1 tháng 5 này cái lễ này. Đúng rồi. Cái ngày hôm nay thì quá là tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Ngày hôm nay anh chưa thấy cái gì để chê á. Bằng ngày hôm qua. Đúng rồi. Hôm nay là em gần như hầu hết tất cả mọi cái trên này. Váy đẹp quá nha. Đẹp hơn. Dạo này mọi người ơi, cái váy này không chất chật. Mấy là tháng trước là chật, giờ là còn bị rộng eo. Tôi kể cho mọi người nghe, cái váy này tôi mua từ 2 năm trước mà nó bị chật cho tôi béo lên không vừa. Bây giờ tôi lại vừa rồi. Thế à? Thế nghe. Wow, hoàng hôn đang xuống này mọi người nhìn này. Giờ nhá, chuẩn bị nhá. Em quay mặt hướng này đi. Em quay mặt ra hướng hoàng hôn. Anh đếm 1 2 3 rồi cho anh một cái đoạn nhạc chill vào đây nhá. Chuẩn bị nhá, Hiếu nhá, Hiếu nhá, chuẩn bị này. 3 2 1. Chill luôn đi chứ, diễn sâu luôn. Đấy, ba mẹ con chụp ảnh hoàng hôn chán. Mỗi mẹ con một màu váy nha mọi người nha. Mỗi mẹ con một màu váy. Đi 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 ra xem, đi ra xem. Đây mẹ vợ cũng một màu xanh. Đây mẹ vợ tôi đây này. Đấy. Đâu? Nó đi, nó đi. À, làm đêm giá. Kiểu không Giật? Giật kiểu không? Người khách là họ sẽ không ăn được thì ấy mà họ sẽ ăn chay thôi. Đúng rồi, có nghĩa là người ta người nước ngoài ấy. Được đấy, lạ nhá, cũng mới lạ nhá. Chụp được nhiều ảnh đẹp chưa? Chưa, có một đống rồi. Bánh
chụp. Hết váy chụp rồi. Còn váy. Còn cái gì nhá. Chụp ảnh chán chê rồi thì đến giờ ăn. Bây giờ thì đến giờ ăn, không biết tối hôm nay có những cái gì. Anh thấy bữa tối hôm nay là món ăn. À món ăn à? Món ăn chứ không phải là buffet nha. À món ăn không phải buffet à? À đây sơ đồ tàu đây này. À đây sơ đồ tàu. Ăn thì vẫn ăn ở trên tầng 3. Đây này trải nghiệm được rồi. Bữa tối ngày hôm nay thì có món khai vị đây. May nha. Khai vị là súp hải sản. Măng tây này đấy. Măng tây. Món thứ hai đẹp như thế này, anh không quay đây mà nghĩ của anh còn đẹp mới tinh còn đâu em. Đây còn bánh mì để đây, món thứ hai đây là bánh mì nướng phô mai với chả mực. Ngon không? Bữa tối nay thì nó không phải là buffet mà bữa tối nay là gọi món. Nói chung hết mọi người ơi, bọn mình đi du thuyền, lên du thuyền á, người ta chuẩn bị đồ ăn cho đủ số lượng người và nhân viên trên thuyền thôi, chứ người ta không có phục vụ món ăn riêng á. Nên nhà nào mà muốn đi ăn ăn riêng á hãy đặt trước nha. Đặt trước với du thuyền á để người ta nhập hải sản tươi sống. Kìa như bàn bên kia kìa. Ủa, bàn bên kia ông kia nhá. Ông đặt đặt tôm nhá. Đặt tôm, nói chung là đặt tôm cua tươi sống luôn. Đấy, nhưng món này được đúng không? Ngon, đang ngon đấy. Được. Đây. Đây là món nộm gà. Nộm gà hoa chuối. Nộm gà cắm hoa chuối. Nhìn khá là đẹp mắt. Nhưng mà nói chung là lên đồ nhanh nhanh thì đói quá nhỉ. Ngon không? Ổn mà, ngon mà. Ngon mà. Đây là hoa chuối biển. Hoa chuối biển ạ. À? Ừ, hoa chuối biển của bố đây. Món chính đã lên. Đây là cá vược nướng sốt chanh leo và khoai tây nghiền. À. Đấy. Nhà mình còn phải gọi thêm một đĩa tôm rang và một đĩa khoai, mấy đĩa khoai nữa này. Mình ăn nhiều cá hồi, cá trích, cá gì nướng khoai tây nghiền, nhưng mà cá vược là đầu tiên, lúc trước có một cá vược rất là ngon. Chưa là cá vược quần lá chuối. Ờ, cũng thơm, cá vược này cũng thơm. Mà chính là nó ít xương nha. Ờ, không có xương ấy. Ăn đi em ngon này, em ăn thử đi. Đây để em ăn thử miếng cá vược trước đi. Xem có giòn thơm như là cá hồi không? Đây. Ăn thử cái này. Không phải ăn cắt được đấy. Sao? Thôi lắm, vị nó thơm rồi. Nó mềm mềm, có xương mà vị nó dai dai chắc chắc đấy. Nè, đánh ăn thử nhá. Mời mọi người nhá, tôi ăn thử rồi nhá. Hè, quen lấy chưa quay rồi. Mình nghĩ là có cầu hôn. Ở đây có cái gì á? Đâu, người ta đi một vòng thôi. Cầu hôn mọi người ạ. À. À hình như là kỷ niệm đấy, không phải cầu hôn đâu, hình như là kỷ niệm gì đó thôi. Ờ tại vì cái ông Tây anh gặp ông ấy làm hết ông ấy trên cầu rồi. Cố ngon để đấy con. Để đấy con. Cái món này cứu cả buổi tối này, hôm nay ngon lắm rồi. Quay mọi người xem món gì ngồi ăn thôi. À ừ nhờ quên. Ngon nhờ. Ngon lắm luôn. Ăn tối xong rồi bây giờ bọn mình sẽ đi câu mực. Nhưng mà câu mực hiện giờ thì họ nó có 9% thôi. 9% thì tệ, 9% thì quay một em. Quay được là em à? Còn nhiều không? 65%. Được không? Giờ sẽ đi câu mực và quay bằng điện thoại ngồi việc nha mọi người nha. Okay. Get go. Câu một tiếng đồng hồ nãy giờ không được con nào đây. Có một anh khách anh câu được một con này mọi người này. Nó sợ quá nó bắn hết mực ra này. Không biết con này có trứng không nhỉ. Ui đây này nó cũng đổi nội tiết sắc tố, nó cũng đổi màu này. Nó nhả hết mực ra sàn rồi đây này. Đang hát karaoke ngày cuối cùng đây. Chuẩn bị nốt ngày mai là comeback Hà Nội để làm việc rồi. Tiếc không em yêu? Tiếc à? Đang đi chơi thích thì mình chuẩn bị về làm việc. Hôm qua điện thoại hết pin nên không quay cho mọi người được buổi tối gì hết. Còn 6% nên ngủ một phát đến sáng rồi đây mọi người này. Giờ bọn tôi sẽ lên ăn, đi việc. Đi. Giờ bọn tôi sẽ lên ăn sáng và xem còn hoạt động gì còn lại trong buổi sáng ngày hôm nay. Chắc là nốt một số hoạt động rồi bọn tôi sẽ về Hà Nội. Mọi người quá đi ạ. Ngon không? Ngon à? Đi lợn mình phải tệ lắm mọi người. Đi chưa? Thôi đi đây này. Diệp nó rốt lắm mọi người ạ. À. Lấy đi ăn hay là lại không quay? Ờ dạ, nếu quay ăn xong ăn no rồi, ăn hai cái bánh mì kẹp. No ơi là no luôn. Lấy là được có buffet bún hải sản nhiều đồ ăn tự chọn cho ăn sáng á. Nhưng mà nhờ phải nhớ lấy để quay cho mọi người đây đang lên đây ở giữa.
Nay giờ bọn mình lại được đi chèo thuyền kayak sáng sớm. Chắc là lúc hoạt động này bọn mình sẽ check in và đi về. Check in. Đấy. Đây vẫn đang lênh đênh giữa hồ ấy. À giữa biển đi. Quá mập nhé. Lông ngọt bạn nhé. Đây đang đến cái chỗ người ta nuôi hàu đấy mọi người này. Thành từng dàn đây là ngư dân người ta nuôi hàu. Họ nuôi ở đây kiếp kiểu không biết là nuôi từ gì mà lại cứ chẹo dây như này này. Đây này. Họ thả mồi hàu sao? Không biết. Họ thấy là cái hàu con ở đây. Ừ, đúng rồi cấy là nó cứ tự bám vào. Tại vì hôm qua mình thấy có hàu trên mấy cái mỏm mỏm đá ấy, nhưng mà trên đấy họ không thu hoạch tại vì nó bám lưng bám người vào đấy kinh lắm. Đúng rồi. Thế này họ mới thu hoạch được này. Ừ. Nhiều lắm đấy, mấy dàn như này cơ mà mọi người. Thôi đừng nhấp được người ta. Đấy, thấy không? Đấy, ui hàu nó đóng nắp nó nhả nước kìa, thấy không? Ui hàu đóng nắp nó nhả nước, có sợ kìa. Hàu sống hết đấy. Mới nha. Kìa mẹ đang bắt đầu trèo kìa. Đi sang đua đây. Ok. Đây, cho các mẹ đây. Cho hai mẹ, mẹ chồng với mẹ vợ ra xem hàu. Kia là cái du thuyền của mình. Đây, trèo ra đây, mẹ đây. Đây, mẹ thật thẳng nghe lợi kìa. Đúng rồi, ôi nhưng mà cẩn thận không đâm nhá, trèo chặn thôi không đâm nhá. Trèo nhanh thế. Ui dồi ôi, đây là giờ tụi tôi đang đi vào cái chỗ mỏm đá, mỏm núi. Ui dồi đâm luôn. Đấy, đang đi vào cái chỗ mỏm đá, mỏm núi này. Ui, lên trên này. Bây giờ mình sẽ đi vào lại luôn. Sẵn sàng comeback Hà Nội chưa? Sẵn sàng rồi. Giờ là bọn tôi sẽ bắt đầu là chính thức comeback Hà Nội. Mọi người nhìn này, tất cả 30 mấy cái du thuyền đang bắt đầu cập bến để quay trở về Hà Nội này. Mọi người bắt đầu về Hà Nội hết rồi. Chuẩn bị cập bến để về Hà Nội. Thôi, chào tạm biệt cho mọi người đây nhỉ. Tạm biệt mọi người. Nắng này. Thôi, bye bye mọi người. Bọn mình sẽ comeback Hà Nội đây. Đây sẽ là một cái chuyến đi rất là nhớ của mình ở Hạ Long. Đúng rồi, một chuyến lần đầu tiên đi cho em đi du thuyền. Đúng rồi, lần đầu tiên đi du thuyền và một chuyến đi đáng nhớ. Lần này thì bọn mình đi với gia đình thôi, nhưng mà lần sau thì có khả năng là hai đứa sẽ đi với riêng. Nhau. Đi riêng để có một tuần trăng mật. Đúng rồi, cưới nhau giờ hơn 2 tháng rồi có tuần trăng mật. Thôi bye bye mọi người, hẹn mọi người tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết hành trình 2 ngày 3 ngày 2 đêm của Xanh Diệp ở Hạ Long. Mọi người hãy like và đăng ký subscribe ủng hộ bọn mình nha. Bọn mình sắp đạt nút vàng YouTube rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người.